Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Nguyên nhân Thu Phương không chịu cưới Dũng Taylor. Lần đầu tiên, nữ ca sĩ Thu Phương tiết lộ lý do sau nhiều năm chung sống cô và Dũng Taylor vẫn chưa làm đám cưới. Vừa kết thúc công việc ngồi ghế nóng theo Voice, diva thứ năm lại hối hả trở lại công việc ca hát. Chị có mặt tại Hà Nội vào một sớm mùa thu êm ả cùng người tình mãi không chịu cưới, Dũng Taylor. Mọi năm, Thu Phương đều chọn mùa thu Hà Nội để làm show riêng của mình. Nhưng năm nay, chị lại chọn sánh đôi cùng bằng Kiều Trong. Đêm tình nhân nam Thu Phương chia sẻ, đã lâu Thu Phương và anh bằng Kiều chưa có dịp hát chung. Lần này chắc chắn sẽ đem đến những cảm xúc mới lạ. Phương và Bằng Kiều chơi với nhau, hiểu nhau nhưng thật sự là ít có dịp hát chung. Mấy năm nay, anh Nguyễn Thùy Dương, giám đốc sản xuất của Đêm Tình Nhân vẫn dành lời mời với mong muốn Phương và anh Kiều tái ngộ. Nhưng năm nay Phương mới thu xếp được. Phương tin khán giả sẽ thích sự tái ngộ này của Phương và Bằng Kiều. Xuất phát từ việc hiểu nhau, biết rõ ưu khuyết điểm của nhau, Phương và Bằng Kiều kết hợp sẽ có những điều khác biệt với người khác và sự kết hợp này sẽ nuôi dưỡng được rất nhiều cảm xúc. Ta sẽ kể câu chuyện ít người biết và vì thế sẽ hấp dẫn hơn. Bản thân Phương vừa trải qua một số chuyện trong cuộc sống, vui có, buồn có nên sẽ hát với nhiều trải nghiệm hơn. Cuối cùng vẫn là mong khán giả dành cho mình sự yêu thương. Giống như đã từng người tình mãi không chịu cưới Dũng Taylor của Thu Phương cũng rất mong, muốn Thu Phương có sự tái ngộ này với Bằng Kiều trong Đêm Tình Nhân năm. Cả hai tâm đầu ý hợp trong cả công việc lẫn cuộc sống. Chân thành và thẳng thắn đúng với chất của con gái đất cảng, Thu Phương bảo, chị có con cả đã 24 tuổi nhưng cũng có những đứa con còn nhỏ. Vì thế chị và Dũng Taylor đang bắt đầu cuộc sống như những đôi vợ chồng trẻ bận rộn, những bậc cha mẹ có cuộc sống phức tạp như Phương sẽ hiểu được điều Phương nói. Tự chung lại sự nghiệp, đời sống cá nhân kiến tạo nên con người mình hôm nay, sự cá tính, quyết liệt, bài hát khi mình cất lên cũng là con người mình như thế. Mong muốn nhiều điều, thất vọng nhiều thứ, nhiều nỗi buồn và cũng nhiều hy vọng, Thu Phương cười. Điều thú vị ngoài đời, tuy gặp gỡ, ở bên nhau đã 16 năm nhưng Thu Phương và Dũng Taylor vẫn là tình nhân. Phương và anh Dũng thống nhất cố gắng để đi đến kết thúc tốt đẹp nhất, nhưng kết thúc tốt đẹp đang ở đâu đó trên chặng đường đi vì hiện tại chúng tôi có rất nhiều bổn phận trách nhiệm. Khác, Phương thích một điều là ngày nào anh Dũng cũng phải hỏi Phương một câu, hôm nay em đã quyết định lấy anh chưa? Đối với Phương, câu hỏi của anh Dũng, sự yêu thương cố gắng mỗi ngày của anh Dũng hay hơn chuyện mình mặc áo cưới. Phương thích điều đó lắm, cũng như quá trình làm show, Phương thích chuẩn bị hơn là khi lên trên sân khấu và biểu diễn 5 phút hết một câu chuyện, nhưng để chuẩn bị cho câu chuyện đó mất rất nhiều thời gian, công sức của mọi người, đó là lý do đến lúc nào. Phương và anh Dũng chưa có kết thúc và để chuẩn bị cho kết thúc đó cả hai phải làm rất nhiều điều. Khi chúng ta chưa làm điều đó thì chúng ta không thể nào quên được, Thu Phương cười lớn. Dũng Taylor trầm ngâm bảo hôn nhân là sự vun sới của hai người. Phương không chịu cưới là Phương phải rất tự tin với giá trị của mình. Người Mỹ có câu, tại sao phải mua con bò khi có sữa uống mỗi ngày? Ở đây đặt ra câu hỏi, vì sao Phương không chấp nhận? Tôi có điều gì đó Phương không hoàn toàn thoải mái. Vì thế đó là gánh nặng của tôi nhiều hơn là Phương. Cho tới giờ này, cứ tới ngày 13 tháng 12, ngày quen nhau tôi lại nhắc khéo cô ấy kiểu, đến tháng 12 này là 16 năm, mình có định làm gì không? Cô ấy hỏi lại, ý anh là sao? Em không có dự định nào khác cả, Dũng Taylor cũng thừa nhận. Ở Mỹ, đàn ông lập gia đình là một gánh nặng. Thu Phương cười, không lấy là em thương anh đó, người phụ nữ cá tính bảo. Chị độc lập về suy nghĩ, tư duy từ bé. Đến thời điểm này, so với nghệ sĩ cùng lứa, tôi có chút tự tin. Vì trải qua những biến cố, không may mắn nhưng cố gắng rất nhiều. Có những khi cố gắng đến kiệt sức để tuổi này vẫn trình diễn. Ngồi ở vị trí ghế nóng các chương trình, tôi hiểu giá trị bản thân nhưng không chủ quan. Có lúc cố gắng kiệt sức giữ sự thăng bằng trong gia đình. May mắn có sự nghiệp vững vàng để những lúc suy sụp nhất không bị buông xuôi, Thu Phương. Huy MC từng là cặp vợ chồng hạnh phúc, đẹp đôi trong mắt nhiều khán giả. Không ai ngờ cặp đôi lại có ngày chia tay bởi tình yêu của họ xây dựng không phải ngày một ngày hai. Quang Huy là mối tình đầu của Thu Phương. Khi ấy,
cô mới 18 tuổi và đang là ca sĩ nổi tiếng. Còn Huy MC đang học năm cuối Học viện An ninh, âm nhạc đã gắn kết họ, khiến họ nhận ra không thể sống thiếu nhau. Chuyện tình cảm này ban đầu không được lòng bố mẹ Quang Huy. Ông bà không thích con trai lấy vợ theo nghiệp cầm ca vì yêu thương nhau sâu đậm. Cặp đôi thuyết phục được phụ huynh. Năm 1993, cặp đôi kết hôn và không lâu sau đó họ có con. Chung, thời điểm đó, Thu Phương luôn tự hào và hạnh phúc mỗi khi nói về chồng và các con. Tưởng chừng cuộc sống của cặp đôi này cứ mãi bình yên như thế thì sóng gió ập tới khiến họ phải xa con cái, xa quê hương. Đầu năm 2003, vợ chồng Thu Phương và Quang Huy sang Mỹ lập nghiệp. Đối diện với cuộc sống mới, Thu Phương nhận thấy những rạn nứt trong mối quan hệ của cô và chồng. Trong khi Thu Phương luôn cầu tiến và muốn phát triển sự nghiệp ca hát, Huy MC có hướng đi mới. Biết chuyện chồng có người khác, Thu Phương quyết định chia tay, kết thúc cuộc hôn nhân 14 năm trong nước mắt. Thông cảm trước hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh của Thu Phương, anh muốn ở bên cạnh giúp đỡ cô. Dũng Taylor trở thành bờ vai vững chắc cho Thu Phương lúc cô gặp khó khăn. Anh là người quản lý, nhận sâu và định hướng cho con đường nghệ thuật của Thu Phương. Nữ ca sĩ 7X luôn trân trọng bạn đời sau khi đã chung sống với anh 10 năm. Thu Phương tên đầy đủ là Nguyễn Thị Thu Phương, là một nữ ca sĩ nhạc nhẹ Việt Nam đương đại, giọng ca nữ nổi tiếng nhất Việt Nam từ khoảng giữa thập niên 90, đầu những năm 2000. Cô cũng được công nhận rộng rãi là một trong những nữ ca sĩ Việt Nam có ảnh hưởng trong thời kỳ thập niên 90 với giọng hát trầm khàn hiếm có. Cô đã gặt hái được nhiều giải thưởng âm nhạc trong nước trong thời kỳ hoàng kim của nhạc nhẹ Việt Nam, thời kỳ làn sóng xanh và nhận được những đánh giá tích cực của một huy chương vàng cao quý từ Liên hoan Nhạc nhẹ Việt Nam toàn quốc được trao bởi Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1995 thời kỳ còn sinh hoạt văn nghệ tại Việt Nam. Thập niên 80, Thu Phương là thành viên hát chính trong ban nhạc rock Tây Hồ. Thập niên 90, cô chính thức trở thành diễn viên của nhà hát tuổi trẻ và xuất hiện bên cạnh người chồng đầu của cô là tay trống của ban nhạc Tây Hồ, QMC. Họ trở thành cặp đôi vàng của nhạc nhẹ Việt Nam thời kỳ này. Năm 2003, Thu Phương bất ngờ sang Mỹ cư trú. Cô được cho là tự ý rời bỏ đất nước và có những phát ngôn gây tranh cãi về chính trị nên bị tước quyền công dân, mất quyền nghệ sĩ ở Việt Nam. Tuy nhiên, Thu Phương vẫn giữ và sử dụng hộ chiếu Việt Nam của mình cho tới khi nhập quốc tịch Hoa Kỳ và trở thành công dân Mỹ vào tháng 5 năm 2008. Cũng trong năm 2008, lần đầu tiên cô được cấp phép về nước biểu diễn trong chương trình Duyên dáng Việt Nam 19. Từ đó đến nay, song song với những hoạt động, Thu Phương thỉnh thoảng vẫn tham gia các chương trình âm nhạc trong nước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.